thì vẫn theo chủ yếu là tài liệu chính thống, là cái tài liệu mà các bạn sao có trong tay, nghĩa là do bộ môn ngoại phát, và các bạn sẽ thi là chủ yếu theo cái tài liệu mà bộ môn đã phát cho các bạn. Tất nhiên là nào thi được điểm cao hoặc là sao để lưu ý điểm cao hay cộng thêm như thế nào